rau chưa? Có mấy sợi rau đây rồi mọc thêm sợi rau này nữa mới gặp được thiện nguyện nè. Mới mọc thêm hai sợi rau mới được thiện nguyện cứu. Nữa nữa còn nữa, chắc vô. Anh đứng này còn ỉa không? À, mà chúng mình tăng nó nằm một chỗ ỉa chỗ cây tùm lum. Cái anh nó độc thân bệnh hoạn không có ai chăm sóc cùng cảnh ngộ thì có thể gặp được để yêu nhau để bù qua chế lợi nuôi với nhau. Yeah. Là đúng đối tượng, bởi tôi cũng vậy, có bệnh hoạn đâu có ai nuôi đâu, rồi cũng gặp anh kia cùng hoàn cảnh nhau mến nhiều. Ủa sao cô không kiếm người mạnh khỏe mà kiếm ông bệnh hoạn giống mình chi? Phải đúng đối tượng mới được chứ, mình kiếm người khỏe mạnh, người ta kiếm người trẻ để mạnh khỏe hơn nữa, làm sao được, mình muốn không có được. Mình phải tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp. Vậy là 83 tuổi còn đi đúng đối tượng vậy là hôm nay là ăn dọn sạch sẽ là tính bước thêm bước nữa đấy. Thì uống ba, cho uống ba viên pháp huệ. Trong mình nó khỏe mạnh như hồi còn 20 tuổi. Hôm nay mỗi lần nói chuyện là hồi ghé lưỡi không lưỡi, mà liếm lừa quá chừng. Mà liếm cái đó coi. Tập thật cho uống ba viên có hỏi thưa không? Cái này cái gì nói? Nó trước viên thuốc cho tôi uống, ổng nói pháp huệ là tôi biết pháp huệ là uống trường thọ sống dai, nên tôi mừng tôi bỏ vô miệng tôi uống rồi tôi tự nhiên tôi khỏe khoắn. Bữa nay tôi mới đào đất đồng bằng nổi đó. Bà đào cái gì vậy? Đào tôi nói thấp hơn đặng ban cái xăng ra đặng trắng xi măng. Nó cái vụ đi lấy chồng nè. Bây giờ con hỏi nè, bộ muốn chồng hả? Muốn không? Không muốn, nhưng mà quá thấy cô đơn, khi đau yếu bệnh hoạn cũng có người chở đi bệnh viện sáng sớm. Bây giờ bà 83 tuổi rồi mà nếu như mà cái ông nào mà là làm người tình bà, làm chồng bà nữa thì cái ông đó bà nghĩ chăm sóc được cho bà không? Sập sập đấy, cái kéo nó sập. Thì không có chó. Cái này cái coi. Không có chó cũng nhờ được con mèo. À. Rồi cái cho người ta ăn ốc bu vàng nữa hả? Không có cho ăn cá vui vàng, lỡ lần này tưng dữ lắm. À. Bây giờ có tin là anh chồng ở cảnh đang ngáp ngáp, ảnh nằm cái kia tuần lại. Vậy nó ngồi vậy không nổi. Gì ghen dữ hả? À, bị gì à, cái chú Minh Tân á, qua quản lý chở ông về chở ảnh, bây giờ chú theo dõi, và ổng kêu cái ổng, chứ ổng không mở mắt nổi. Tân sao lắm? Bị đem về chở ảnh, không có ai chở ông đi bệnh viện, không bỏ nhà chết, mới ở, tôi đem vô bệnh viện, có gì cũng oxy, rồi vô nước biển, không đâu có chết. À, cô, cho con hỏi coi, có chồng không dám cho ăn bù vàng là cho ăn nó bị cái gì mà không dám cho ăn? Cho ăn hay thục? Thục cái gì? Thục cái gì, cứ nói đại đi. Cái gì? Thục cái gì? Con hỏi thiệt à, con không biết ăn ốc bu vàng bị cái gì? Thục vô còn quá chứ. Thục con tay vô hả? Thục cái lạ lạ đó. Cái gì? Cái lạ lạ trên đầu có khoan nó vàng gan đó. Cái gì trời? Cái gì hay à? Cái chi lạ lạ trên đầu có khoan nó dài một gan. Cô nói rõ hơn coi, con không có hiểu cái gì thục. Cái chi lạ lạ trên đầu có khoan chiều dài một gan. Cái gì cái đó cô nói chính xác luôn đi, mấy anh nói nó đại đi con, ta còn hiểu quá, còn dốt. Cái chi lạ lạ với hắn từ từ đó, từ từ rồi. Lắp chuối hả? Có chi lạ lạ ở ngay hắn, nó dài một gan, cái đầu có khoan. Nó thùng cái đó là cái gì trời? Cái chân hay vậy? Cái chi lạ lạ trong đầu có khoan chiều dài một gan. Cái gì trời? Lúc về sung sức như gái 17 vậy hả? Mà nghe đó, cái đó có trứng hay gì đó không quý? Có cái hàng chục tấn. Con nói gõ đi, Minh Kha cho bà phần quà đó kìa. Con nói gõ đi, Minh Kha cho bà phần quà. Có hàng chục tấn, có cái mầm gà lôi. Cái mầm của ai mà như con gà lôi? Đâu biết của ai đâu, cứ nói sao bà nhìn ly vậy? Mà vậy con hỏi thiệt nè. Từ đó giờ mình có đi đến quán ăn không? Quán mình ngồi lại cái quán mình ngồi mình ăn á. Cái loại hoài chứ vậy, thiện nguyện chở đi nè, ông không đâu đồ. Vậy á. Bao lâu rồi mình chưa có đi? Lâu rồi. Lâu rồi ha, bây giờ mình muốn đi không? Muốn đi ở nhà về không còn chút lãng bốc. Không còn tất cả cái gì hết. Bà sợ mất đồ hay sao? Bà ngày không ai lấy đâu. Ha ha ha.
một cái chén đồ đũa một tôi còn không tha, nếu mà có quà nhiều thì càng càng giữ giữ nữa, tôi sợ không không tha nữa, một tôi không không lấy. Nãy anh nói mắc một đình mười là chịu liền đó. Bây giờ nay anh em cho quà quá chừng nhiều luôn rồi, phải xử lý thế nào đây, cất chỗ nào cho kỹ hay sao đây? Đồ này tối thì tết nữa, tối thì tết rồi mà vợ phải cất ra vô, ra vô hết đồ để tất vô cái chỗ rồi. Ngủ qua luôn á, để thì sao mà bảo đảm cái bên trong căn thì sao được, trong á không ai lấy được chứ, cuộc chỗ giò luôn đi để dở lắm mà dứt dở rồi tùm lum hết trơn, nhiều mà đóng cửa là đâu ai vô nữa. Nói chuyện ngữ lẽ lử nha. Đi tới đi luôn, đi tới đi luôn dòm. Nói tôi thích được cái nè. Tôi thích nè. Để bên 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 để cho ngủ đi. Nếu nó muốn lấy cũng không phải dễ à. Nó phải qua bà mới lấy được. Bà ngủ cũng sẽ thức mà. Đúng không? Chứ bà thức bà canh lấy cái đồ này hoài. Để bên bên kia cho, được không? Rồi, giữ cũ rồi nè. Tao nói vậy nói. Muốn tranh mạng còn là nằm im cho tôi lấy. Còn muốn... muốn chết thì biết cái câu này hai lẻ, muốn một là muốn để hỏi mấy anh hai là im lặng cho tôi lấy đồ, rồi tôi nói chứ im lặng cho lấy đồ chứ tôi không dám nói chết bị cái lưỡi lê thấy mà lưỡi lê thấy nhà mình nó sẽ sợ. Bà Đặng đó giờ có tự mình trang điểm không, trang điểm cho đời đẹp á? Có chứ. Vậy hả? Ờ. Đã ta tôi ở trường Nguyễn Thoại mà. Không không, sau này nè, sau này nè, hồi đó ngày xưa rồi, bây giờ nè, hồi xưa là biết mình đẹp rồi đó, bây giờ nè có ai trang điểm mình không? Có, hôm trước là dẫn đi lại xuống mấy quán trang điểm đắp mặt rồi nè, rồi bây giờ đâu có dám ở nhà lâu. Rồi bây giờ tự mình trang điểm được không? Bây giờ chị có đồ nghề, hình như Ly là phụ nữ nên là lúc nào cũng có đồ nghề, nhưng bà muốn trang điểm không? Muốn trang điểm dữ lắm chứ ai cũng cần đó mà. Đó. Rồi sẵn làm cho bà đi Ly. Cách ăn mặc không cần đẹp đẽ, muốn hồ cho gọn rẽ để dễ coi. Cũng tự làm nha. Tại vì cái này dạ dạ dạ. Cái nhà chú Khai. Tại vì tự nhiên bà, nói chung là bà cũng ham đẹp ha. Cái quán xịn không ta? Có cái hộp gì tròn tròn đó kìa. Nghe nói là lâu lâu bà cũng có đi xin kem của người ta phải không? Vậy đó, hôm bữa bà kể đó, đi xin đó. Dạ. Bà lọt nó mà đi đi vậy, vậy làm. Bà cũng là rất thích làm đẹp luôn á. Lau mặt lau mày cho sạch đi để cho nó ăn kem. Quên mua hộp khăn ướt rồi. Để quệt vô rồi nó không có ăn. Gì có khăn ướt không? Em mua không? Đây, cái khăn lau mình bà nè. Ừ, nhúng miếng nước đi. Có được rồi. Lau gàng bà nè. Lau gàng, lau mắt rồi đặng cho nó quạch. Nhúng miếng nước anh Kha ơi. Đặng quạch kem vô. Hả? Ướt quá. Kem không dính. Không có, không ơi, nó không dính. Thôi được rồi, khỏi khỏi kem. Thôi rồi, khỏi khỏi lau mặt bằng nước. Vậy đó. Có mặt ông thì là ổng. Vậy mà sát chữ con. Chữ hết cái chữ, nói chung á là bà biết không, bữa nghe nói là bà đi lụm kem của người ta đó, bà tha lên đó. Bà vẫn đẹp như tiên. Còn bữa nay đó, kem là kem nguyên chất luôn nên là bữa nay còn đẹp hơn tiên nữa. Thử cái xong. Thơm lắm à. À thơm quá. Thơm mùi gì? Thơm mùi gì bà? Thơm mùi lại. Mùi lại. Bây giờ để con trang điểm cho nha. Đây, anh nguyên luôn vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mới tô ra. Cái nón này nó dài dài khó không thấy được. Quạt lên mới tô ra chứ. Hôm nay là bà mướn. Hôm nay bà mướn người trang điểm là giữ được. Có cây son không? Có son không mấy không? Hết không kem luôn à. Người trang điểm mà đi ăn không? Vừa vừa anh Khai ơi, vậy là được rồi đó. Để như vậy không còn món ra. Vậy là cái hộp kem này là lần trang điểm lần hộp vậy đó hả? Lần hộp. Không có thành dính không à. Thành dính dính ha. Cái trang điểm này là dữ lắm đó, ngàn mướn chụp từ con là bu kẹo được với thanh đâu con làm hết trơn mà. Hai vậy dạy rồi. Xuống gần cổ không? Gần gần tới vòng một rồi. Từ từ. Hai gần cổ luôn. Cần cái mặt không? Không lẽ cái mặt nó chán gần cổ được rồi. Dính dính gần cổ. Hết đi con mua hộp khác. Không. Mà sợ hết kem. Hết kem nhín nhín đang để dành sức. Để sức. Để cô ông kia. Rồi ta làm cái bát gần cổ đi mua sao được. Làm hết luôn. Rồi tô dữ mèo. Quá thế luôn rồi. Này là ở làm đẹp là mướn từ Campuchia vậy đó. Không chùa đã vậy luôn Ly. Chùa ra bỏ rạng cũng bắt chùi uổng á. Chùa ra bỏ rạng cũng chẳng thua gì Ngọc Châu. Đó, đẹp thấy không? À. Ừ, thử một hồi lấy cái kiến cho bà coi. Cái này tha chừa hang mắt rồi. Đó vậy được rồi đó, đừng ăn nữa vậy đó, mấy đứa ngầu. Đúng rồi. Có mấy sợi rau dại rồi mọc thêm sợi rau này nữa mới gặp được thiện nguyện nè. Mới mọc thêm hai sợi rau mới được thiện nguyện cứu. Nữa còn nữa, chắc vô.
còn cái son môi của bà hôm trước chưa từ từ mới làm hết rồi mà, à, và mặt ăn kem dữ ha. Kia để dành này, cái này con mới mua hơi làm luôn đi chưa ăn mắt lại quá trời ơi vô như mất sa mạc nhỏ 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 quá sao mà cười vậy nhỏ còn cái kiến đâu mà thấy cái kiến chưa mà. Chưa phan đưa phan sợ già nhăn nhăn mặt tôi hay chà chanh lắm cho nó thẳng da mặt nhăn lại đúng rồi chà chanh cho nó thẳng da mặt cái chất chua đó nó thẳng nó cứng da mặt nó không nhăn nhăn tôi thấy có mấy bà già nhăn tôi chán lắm bà có kiến bà có kiến chút xíu đi mà có kiến không có. À, cũng có kiến xe hơi đó kiến xe hơi bự chảng có cái kiến nhỏ hôm trước thì thấy cây vẽ chân mày đó anh Kha trong đó có cây cây vẽ chân mày luôn nè sao còn cục gan mà cầm cẳng vậy trời đây các càng làm lại càng đó cục gì đó cục gan là bữa nào đó cục gan nào có tiền dẫn đi cạo chân mày tôi lủi hết là vẽ chân mày xăm ơi xăm chân mày cho đẹp coi thấy trời ơi xăm chân mày vẫn xăm chân mày nữa hả dữ hàm ha chồng hồi sinh lại rồi chồng gan chồng cỏ hồi xuân nha hồi xuân nha chồng gan chồng cỏ gì không à hết phàm mình sao trồng được hao tiền lắm hao tiền để xếp tiền chồng gan để ăn cho nó mập xếp lỗ tai không có xếp lỗ tai không thường phụ nữ có xếp lỗ tai không đi xếp lỗ tai luôn hả thấy lỗ tai biết tôi là ai rồi ấy mới là lỗ tai dài phải không tai dần thấy lỗ tai biết là ai rồi người ở cõi Phật xuống ai đi ra đồ đó ăn ai đi lạc bờ phát đồ đó thằng cháu này để con ra tôi chỉ nhìn tiếng diện biết cái cách con người tôi là đẹp. Ai là dòng lỗ tai tôi được biết rồi không phải bà coi bói à đẹp rồi đó không thấy đẹp, ủa, đẹp không vậy? Son đâu? Làm như đó, chân anh kìa. Kem nó rút quá, kem nó rút. Chắc là phải một lớp nữa. Làm lớp nó đi. Đúng không? Ở mà được rồi mà. Được rồi. Bà xài hết kem. Hết kem thì cũng tặng ba luôn mà. Dính dính cho. Xài dính dính cho đâu không phải nha. Hãy xài tới Tết luôn á. Nó là hai lỗ tai đều mơ thấy hai lỗ tai đang thui kỳ quá à. Còn hai lỗ tai nữa. Làm hai lỗ tai không đi. Ịnh vô. Đây. Ịnh vô lai luôn. Tiền thống nhà Phật lỗ tai bự thấy không? Dạ. Lỗ tai Phật bởi dòng tiếng diện biết con người tiền cách mình là ai. Dòng tiếng diện biết cái cách con người. Bởi nhỏ. Dòng cái lỗ tai. Sao mà gút quẹ á? Quê gì gút quẹ á? Nhỏ. Nhỏ quá gì? Nhỏ. Ngại, hồi nào giờ chưa được à. Người đàn ông nào mà có lỗ tai dập sẽ ngại. Ngại mà. Ngại. Ngại mà. Ngại với đàn ông nghe. Ngại với bạn bẻn lẻn à ngại với bạn trai bẻn lẻn rồi tới son tới son nào nữa tới chứ nào đứng xe chứ giờ quên rớt chặt không hay à có nói gì hả rớt thôi không dịch ra đâu kìa kìa sao chú đang sao sao nói sao? Kìa chứ không có nói chú sợp hả chú sợp chập nãy đó ha. Cái sợ mà nó vô bên nói để cái chú nào nhìn gì rất ấy không hay. Được chưa? Được rồi. Rồi xong xong. Vẽ chân mày thôi. Vậy là con. để ngày mai luôn ha. Rồi vẽ chân mày luôn. Vẽ chân anh kìa anh nha. Đó. Cái bệnh với chân anh kìa. Dưới cái chân anh. Ủa cái bệnh bắt này không dẹp đi ta. Đó. Rồi vẽ chân mày. Vẽ chân mày này cho thôi. Son trước đi. Quấn son vô. Ủa sao mở sao? Cái đó còn mới mà còn mới luôn mà đồ xịn luôn mà đồ chưa có tem luôn mà im ha là một hồi là tụi con tặng mà luôn ha có cái bạc lò phụ nữ mà quen bạn nó ráng tin lấy cái xích tròn cái xích tròn chết quên lấy cái cây đi xích rồi cái son đó dở nắp ra hay gì dở nắp ra rồi lõ là sao thấy là hay nó lõi hả nè chừng nào mới hết ba mới dặn con này nó còn mới ba đi ghê vậy ba nãy tôi thấy nó lúng thục ba mẹ đó làm sao lõi vậy đúng rồi đó có cái bàn kia bạn nói tôi thấy đấy mờ được rồi đây nè bắt đầu sao ơi xong quá hả ông gì hả sao mà hả vậy chứ hả mà im đi không làm được thì quá mắc cười anh chưa ra ờ mà tính xem được ta chứ đừng mà đụng mà nhúc nhích cái nó bị lem nên thế là mũi luôn rồi cái bà cái miệng nó kẹo quá đẹp rồi
sao mà em cái mỏ ba mé sẹo rồi trời. Ôi anh ta xong mà như là dễ đồ anh thôi vậy á. Ủa sao em như vậy? Chưa làm cho đẹp chứ đúng không? Đó đánh cái này ra nè, đang kìa, sẵn đây đánh rồi mới hồng luôn. Ủa thì đó là hả? Ừ. Ủa sao mo mà nó hồng được luôn. Được luôn hả? Được luôn, trời ơi đánh thanh hoài biết. À, nữa thêm nữa thêm nữa. Tẩu ăn tẩu về ra tiệm mỹ phẩm được. Trời ơi, ra tiệm mỹ phẩm rồi đó. Già nhằn quá rồi. Dạ bữa đi căng da là nghe. Được chứ bà Ham thấy không? Bà Ham làm đẹp phải không? Đi lượm kem người ta sức mà. Ờ. Nên được chơi hộp mới luôn. Quất hộp mới luôn, tặng bà luôn. Đi lượm lượm mấy nhà dược chiều rồi đó người ta xài còn dính dính trong cái hộp người ta dục cái lượm. Rồi đứt lượm về tha. Thêm môi son mới được, thêm môi son này chắc tối ngày bà tha suốt luôn nè. Rồi rồi tới kẻ tay nó mi tè lè vậy trời. Cái chân mày, cái chân mày nó trắng chắc trời. Làm lại cái nữa. Chu qua chu mỗi nha. Không có gần rồi mà chu được. Chu người kì chu à. Bậm môi nữa. Đẹp không? Ủa chưa con... chưa thấy mà. Chưa coi kiếp mà. Dịch dễ chân mày luôn đi, dễ chân mày luôn đi. Hả à, coi. Sao đưa kiếm cho bà xem. Dễ chân mày đâu. Dễ chứ mà người ta dần nói bà này bà xí sợn. À vậy là thì không có xí sợn nha. Xí sợn chưa? Ờ cái này được chăm chế còn mình không có, mình làm cho tới luôn. Dễ chứ mà không có cái gì hơi hơi ta nói bà xí sợn không có được. Hồi nãy giờ mình chưa chứng ngại lại nó không có đẹp. Chứ phải đậm. Bây giờ nó trắng xác rồi. Kem nó trắng xác rồi. Cái kiếm bà đã làm rồi. Cái kiếm bà đã làm rồi. Lấy kiếm bà đi cho cô xem đi. Bà cũng có cái kiếm. Có thêm bớt cho bà có không? Cái nó gớt cái kiếm. Ủa đẹp lắm cô ơi, đúng rồi. Nó bị rớt rồi đó. Bây giờ mua cái chai mà xích cho nó ra tóc rồi xích chân mày rồi có nhiều mấy cạo bớt. Nhìn giữ cái kiến rồi nha bà. Cái kiến nó bị xích ra nè. Cong lên á, cong lên. Nè cô. Không dễ gì không giống chiếc chữ A Nam dữ rồi trời. À, nè dùm đẹn á, cho chứ không qua đi bỏ hổng chứ qua chứ tính cho tiền thôi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây. Đó, những gì bà mơ ước giờ nó có thành chưa thật đó, nhìn đi. Nào, thêm ngày dễ thêm không? Thêm bớt gì không? Thêm bớt chỗ nào không? Đâu có được làm gì kia vậy nạp mình đó mà. Nói gì tè lè, con nói tè lè rồi. Từ từ, mới chơi, mới... Ê, cái này mới có cái ướt ha. Mày xem anh còn không? Nên là lấy cái kiều hợp sập, lấy cái phong gì đó. Để từ từ bà làm đi. Chứ mày bà kìa còn thấy kìa nó là sao sao á. Dễ lại đi. Đừng sòn vô mắt ăn ông. Chóc kèm chơi kìa. Được không, được không? Chóc kèm chơi rồi. Dễ chân mày lá liệu, ông dễ lá gừng. Cổ hai, cổ chưa chưa, không được, được, nó bái chơi rồi. Mỹ phẩm xin chiếc cổ. Đừng có nói chuyện nó dính lên nó mũi nữa. Ai mua màu đỏ tiếp sen, tiếp này tiếp sen đúng không? Được, màu này màu ấy mà màu hot girl mà yeah. Rồi vậy đi, xích kem lại cái mỏ lại đi. Chóc chơi rồi. Chùi miệng được rồi ba, đừng nói cái mỏ. Găng bà đâu hết rồi. Hả? Hả? Ờ đó, tô lại. Tô tô tường hả? Thôi được mà. Được rồi mà. Đẹp chưa? Được rồi, là đẹp rồi. Rồi chân mày sao? Ý kiến chân mày coi. Sập cho lấy là sập. Vô lấy sức kem rồi sao? Mất xa. Mất xa mặt cho nó im. Mất mà. Được chưa? Được rồi. Rồi, im. Khi nào có tiền dẫn tôi đi hết một ngày nè. Phá một người ha. Phá một người hại chứ đừng nước mắt toàn gặp chuyện đi đáp nè. Trời. Một người đấy nè. Bị tôi bói về một cuộc tôi biết tút lại hết xăm môi xăm chân mày phá chấm tàn nhang căng da mặt rồi bỏ tay xuống coi, bỏ tay xuống coi ngầu quá cụ bỏ tay xuống coi cụ ơi nhìn đây nè đẹp quá làm viết đưa tay lên đó rồi. Ta mấy tuổi rồi. Đẹp quá mấy mà con mấy chú còn, ơi. Còn ham là đẹp ghê không? Bà nghĩ còn găng không? Để. Những gì bà thích thì mình làm theo ý bà. Rồi xin like đi bà. Cho bà vui lúc rồi. Xin like đi. Xin like hả? Ừ.
À, mấy cô chú ơi, cho mấy ông thiện nguyện một người một like đi, với một giấy để mặn thiện nguyện xin một like. Mở chú được một like đi, cô chú ở nước ngoài, trong nước ngoài nước ơi. Chú thợ make up đứng đó chụp tấm hình với dưới bà cô luôn à, quá đẹp rồi. Rồi chưa, được chưa? Rồi được, giờ cô dặn hũ kem rồi, cất hũ kem nó dành xài đi. Này tặng cô luôn mà. Màu son rồi đó. Rồi bà tắm trắng không? Tắm cho nó trắng lên. Bây giờ còn đông bệnh quá. Rồi, rồi, rồi nè nè, bây giờ mình làm đẹp nè. Mình nói chuyện với ông chồng mình đi. Nhớ ông chồng anh ơi, đó. Để biết đâu ông thấy mình đẹp, ông có đi quay về. Rồi nói đi, nói đi, nói đi. Anh Tống ơi, Tống ơi. Sức khỏe anh bây giờ có được khỏe không? Em đằng ngàn anh nè. Gửi lời thăm anh khỏe mạnh, có chừng nào bất bệnh về với em thăm em nha, rồi em mướn xe đưa tới nhà cho nha. Còn có nghĩ tới em thì về sống với em đi. Bây giờ được thiện nguyện giúp đỡ cho mình được no ấm dữ lắm rồi, không còn đói khổ như mọi lần nữa. Cơm gạo mì đồ bánh đồ đầy đủ lắm anh ơi. Anh à, ở cảnh có đầy đủ không? Anh thấy anh không? Kêu xe tàu á chở qua Long Xuyên, rồi anh đi xe xe dầm cống Đồng Tháp đó, đi về tới Hòa Long anh xuống xe đi vô nhà, đi xe tàu vô nhà. Đúng không Tùng ơi, anh có khỏe không? Thấy anh còn đi đứng được không? Thấy em đẹp không? Thấy em đẹp không? Thấy em đẹp không? Anh dùm coi thấy em coi có đẹp không? Nói lại tình xưa không? Có nói lại tình xưa nghĩa cũ không? Gì đây, em mua ốc bu vàng cho anh ăn. Ông chịu ăn, ông chịu ăn, ông sợ lắm. Sao ông sợ? Ông nói ăn ốc bu vàng cái yếu đuối thục hoài mà cứ mà ăn hoài. Ông ốc bu vàng thục ra thục vô nha. Ăn ốc bu vàng thục mổ mà. Lúc này còn cái vụ ấy không? Mắt cứng rễ cao với rễ dừa nấu nước cho ổng uống nó mới dài ra. Nó cứng được rễ cao vậy đó. Hỏi ông lúc này còn cái vụ ấy không? Hả? Hỏi ông lúc này còn cái vụ kia không? Anh ơi, sức khỏe còn được đầy đủ không? Sức lực còn được như mà lần không anh? Sao nữa? Anh ơi, có ai chăm sóc anh không? Không có thì kêu xe đầu chở về đây, em trả tiền xe đầu cho. Cái này em giàu lắm anh ơi. Cái này em giàu lắm đó, có gặp thiện nguyện đồ ở Sài Gòn, ở các nơi lại giúp đỡ cho, giờ mình cũng khá rồi anh ơi. Ở trong làng trong xóm mình cũng được hạng nhì rồi chứ không có tệ hơn ai. Vậy là xếp hạng nhì vậy, rồi ai hạng nhất? Mình sợ phải. Đại gia thì hạng nhất, nhà mình là điện có, là củi có, bếp ga đồ có đầy đủ, cà ràng ống táo cũng có. Nồi cơm điện cái lớn cái nhỏ cái bé đủ thứ hết anh ơi, có tủ đồ để đồ ăn nữa nguyên thiên anh ơi, về đây ăn với em. Có giường cây ngủ im rồi. Có giường nữa. Về đây với em nè, đầy đủ lắm anh ơi. Lúc này anh còn nghĩa không? Em nhớ là anh nói vậy nè, anh đi khắp nơi khắp chỗ hết, không ai bằng thương anh bằng vợ yêu vợ anh á. Nên anh suốt đời anh theo em, anh dặn em đừng có cho ai bắt cóc anh đi. Mà người ta bắt cóc, người ta nói chở đi khám bệnh, người ta chở đi luôn. Nên em thương tiếc dữ lắm, em đi vòng vòng em kiếm mấy bữa. Anh lúc này còn ỉa không? mà chú Minh Tân nó nằm một chỗ ỉa một chỗ, cây tùm lum hết rồi, từ sáng tới chiều nhỏ kia nó bán số, 5 giờ sáng nó đi, 5 giờ chiều nó về, nó ỉa thúi nó la nó chửi nó mắng ảnh dữ lắm. Mà ảnh hết biết rồi, ảnh hết biết đòi về tôi rồi, nó cho tội nghiệp ổng quá à. Vậy nha. Rồi bây giờ làm đẹp rồi mình tính đi đâu? Đâu có đi đâu, ở nhà đẹp, chiều trang điểm vậy đó ha, đi vòng vòng sớm rồi cho người ta ngắm nghía rồi ha. Không dám đi, đi ở trước thì cửa sao giờ. Là bà làm đẹp ở nhà là bà canh ăn trộm đó hả? Hả? Bà làm đẹp là canh ăn trộm phải không? Ở sao rồi lẫn trước, ở trước lẫn sau. Rồi bây giờ ba cái đồ của bà nè, để con đem vô cái phòng, cái giường con bỏ bên hồng đó đó,
là bà ngủ ngang cái phòng cái đồ đó, đó anh chợ nó muốn lấy là không phải dễ nha, bỏ bên dép đó đó. Rồi thôi dẹp ba, dẹp sữa, dẹp bánh đi con ơi. Bỏ bên đây. Cái áo mì cơm gà dạ đây. Đây con dẹp cho. Cái giấy này để vô. Dẹp dẹp lên chỗ bà ngủ đi. Chưa xong chưa? Rồi. Dạ, để cho mày đi.